Dạ, Ngài Nguyễn Trân Trọng kính chào Ngài Thiên sứ Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân với các bạn thân mến Ngọc Nguyễn. Dạ, hôm nay Ngọc Nguyễn lên trễ quá tại vì bận họp chưa xong nữa. Dạ, Ngọc Nguyễn xin phép được dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, 2021. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và người Việt toàn cầu. Kính lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, phò hộ đạo trì, ban phước lành cho chúng con. Kính xin cho, che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ Ngài Thiên sứ Đại Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa Đạo Minh Quân kính yêu của chúng con và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng của vị lãnh đạo kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Hôm nay thì chắc chúng ta cũng nói những cái điều quan trọng thôi, tại vì mình còn ít giờ quá. Đặc biệt là chúng ta phải biết là Tổng thống Joe Biden đã gửi email mời Tổng thống kính yêu của chúng ta đến dự lễ mà nhận trọng nhiệm tân Tổng thống thứ 46. Nhưng mà Ngài Tổng thống của chúng ta cũng không có trả lời, chưa có trả lời luôn. Và chúng ta cũng thấy được là bên Cộng sản và bên Tàu Cộng nó ăn mừng, nó chúc mừng đủ thứ hết á. Thì chúng ta phải nghĩ là tại sao mà Ngài Tổng thống của chúng ta chưa có trả lời cái email của ông tân Tổng thống thứ 46 này. Là cái điều mà chúng ta nên để ý, thì không bao lâu nữa các bạn sẽ được cái câu trả lời. Cái thứ hai nữa là bây giờ, như mình nói mỗi ngày là cái việc mà Ngài Thiên sứ Tổng thống Đại tướng Quốc Công, Tổng thống Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng hiên ngang sách cập vào Liên Hợp Quốc để mà xin đổi cờ và vất cờ đỏ vào thùng rác, thì cái điều đó là nó đương nhiên rồi. Người dân không có gì phải lo nữa trơn. Thậm chí chính phủ còn phải chuẩn bị có những cuộc thi truyền thông, có những bài viết để mừng ngày 16 tháng 2, 2021 là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bây giờ là Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa. Coi như cái chương trình của chính phủ càng ngày càng phát triển như một cái cây cứ lớn dần rồi mọc, rồi ra lá, ra cành, ra trái. Và hiện nay thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa như là một đại thụ rồi. Chúng ta đã có một đại thụ Đào Minh Quân đủ sức nuôi dưỡng các một dân tộc Việt Nam và bảo vệ toàn cõi đất nước Việt Nam, và còn lấy lại đất tổ đó. Thì người dân Việt Nam chúng ta phải nhìn thấy cái ngày tàn của Cộng sản phải đến. Chính bên Tàu nó còn sợ ba cái chữ Đào Minh Quân nữa mà. Bên Tàu còn không dám đặt tên con là Đào Minh Quân nữa, là Thảo Minh Chính đó. Đó là trời đã định cho dân tộc Việt Nam chúng ta không bao giờ bị trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng.
không bao giờ bị diệt chủng, vì hồn thiên sông núi luôn luôn ngàn năm vẫn tích tụ. Khi nào mà quốc gia lâm nguy thì hồn thiên sẽ tái xuất sinh để cho chúng ta một anh hùng cứu nguy nhân loại, cứu nguy đất nước Việt Nam. Tại vì bây giờ chúng ta thấy được là cái điều gần nhất là Liên Hiệp Quốc người ta đã tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Mà đương nhiên Hoàng Sa Trường Sa lúc trước là của Đình Nghị Cộng Hòa. Mà chúng ta đại tam Việt Nam Cộng Hòa là con cháu của Đình Nghị Cộng Hòa, cho nên mới được thành lập một chính phủ trong một chính phủ. Mà được phát triển đến ngày hôm nay. Rồi được Liên Hiệp Quốc người ta đòi 5 triệu phiếu. Rồi năm 2010, Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta đã được Thư viện Nước Sông mời đến Thư viện Nước Sông để tuyên bố chủ quyền mỏ dầu của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Thì các bạn thấy tất cả chúng ta đã có đủ hết rồi. Nó chỉ có một cái là người Cộng sản Việt Nam, họ là người Việt Nam. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cái ngày về rất là cẩn thận. Làm sao mà cho đàng hoàng, cho nó đầy đủ, không có sức mẻ, tình cảm gì hết. Cho nên ngày nào cũng phải nói cho những người anh em Cộng sản chúng ta là đừng có tiếc nuối những cái gì trong Cộng sản. Vì trong Cộng sản các bạn chỉ là một sự quan tưởng. Các bạn chỉ là những người mà đi lượm tiền cho Tàu Cộng mà thôi. Chứ nếu mà Đại Tam Cộng Hòa không có về đó thì là các bạn cũng không bao giờ bình yên được với Cộng sản Tàu hết á. Không bao giờ bình yên với Tàu Cộng hết. Mà không chừng là những cái trại tù mà giết những người đại diện Cộng Hòa đó sẽ là nơi cho các anh em gửi thân ở trong đó. Cái đó là chắc luôn. Thì nó dùng tay người Việt, nó giết người Việt mà, thấy không? Đó. Thì trong khi mà đất nước chúng ta nó bị tan thương cũng như vậy, chính các anh em cũng biết nữa. Chỉ còn là đợi Tàu Cộng nó đến, mà chúng ta đang nằm trong cái chương trình thuộc trị của Tàu Cộng. Nếu không có sự có mặt của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì cái cửa biên giới của chúng ta không có quyền đóng luôn, phải đợi lệnh của Tàu Cộng, thấy không? Thì các bạn phải biết được là coi như người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam không còn một tí hy vọng nào khác nếu không có Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta đã có một ngày tổng thống do chính người dân lựa chọn và trưng cầu dân ý trong cái tinh thần tự do và tự nguyện, là một cái điều kiện hợp pháp cho tất cả các nước tư bản. Mọi người dân người ta đều làm như vậy hết, đều trưng cầu dân ý hết. Chỉ có cái là chúng ta có một cái hệ thống trưng cầu dân ý đặc biệt hơn các nước khác mà thôi. Tại vì cái đất nước chúng ta nó cũng nằm trong cái tình trạng đặc biệt. Người dân trong nước chúng ta đâu có được tự do như các nước tự do đâu. Thì nếu mà không có cái hệ thống trưng cầu dân ý này đó, thì làm sao mà chúng ta đã được gần 8 triệu phiếu hay là hơn 8 triệu phiếu gì rồi. Mà chúng ta đang có thêm mỗi ngày. Cho nên chúng ta phải duy thật là cộng, là chúng ta kéo cái màn tâm tối của Cộng sản nó càng ngày nó càng rộng ra, cho người dân càng thấy nhiều, để cho người ta mới thoát được cái trại tù Cộng sản này, cái trại tù Cộng sản oan nghiệt man rợ này, mà lại chính là người Việt Nam chúng ta tự giết người Việt Nam chúng ta. Là một cái nhục, một cái nhục mà chưa có một dân tộc nào phải chịu. Cũng như người Việt Nam chúng ta phải tôn thờ một cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh, nó không phải là người Việt Nam, mà cả một dân tộc phải tôn thờ 80 năm của miền Bắc và 45 năm của miền Nam,
cũng chưa có một đất nước nào mà nó nhục tới như vậy hết á. Nếu chúng ta không được ngài Đàm Minh Quân, lúc đó chưa là thủ tướng luôn. Những vấn đề này chúng ta phải nói hoài để cho người dân nhớ, là nếu mà không có cái ngày mà Cộng sản Việt Nam nó đưa cái tên Hồ Chí Minh này vào UNESCO để xin làm danh nhân thế giới đó, thì thế giới cũng chưa có biết được cái tên Hồ Chí Minh này nó không phải là người Việt Nam. May là lật mặt ở UNESCO đó, nó cũng còn dẫn mở một cái bữa tiệc ăn, nó mướn một cái phòng ở kế bên đó mà mở một bữa tiệc nó ăn, rồi nó chụp hình nó gửi về cho trong nước, tưởng đâu là nó đã thành công. Các bạn thấy nó lung manh tới cái mức độ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không còn cái gì mà gian dối được hết. Và đợi đến bây giờ chính phủ mới đưa ra cái hình của tên Phạm Văn Đồng phải tiếp đại sứ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lúc đó. Thì chúng ta thấy được một cái hình như vậy mà còn được thâu âm nữa, thì chúng ta phải biết là cái cương vị của ông Phạm Văn Đồng lúc đó và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời như thế nào. Nói mà mình có quyền ly âm. Mà nếu Ngọc Nguyễn nhớ không lầm thì ông ta cũng có nói là tha cho chúng nó đi, chúng nó dại lắm. Và chính cái lời nói này của Phạm Văn Đồng mà chính phủ phải cân nhắc, tìm đúng rồi cách cho anh em Cộng sản Việt Nam hãy bỏ cộng đi còn việc. Đó là cũng là nhờ cái lời nói của ông Phạm Văn Đồng. Ông nói là tha cho chúng nó đi, chúng nó dại lắm. Cho nên những người Cộng sản Việt Nam hiện nay phải cảm ơn ông Phạm Văn Đồng và thấy được cái người mà kỳ cựu nhất của cái đảng Cộng sản. Người ta còn biết là cái đảng Cộng sản này cũng sẽ phải đến ngày tàn. Nhưng giống như người ta là leo lên lưng cọp rồi, xuống cũng được. Vì vậy cho nên cái ngày mà ông đại sứ Lê Minh đến gặp ông Phạm Văn Đồng đó, đó là cũng là cái cơ hội cho ông Phạm Văn Đồng rửa nhục với dân tộc Việt Nam. Tại vì ông nói là tha chúng nó đi, tại vì chúng nó dại lắm. Tức là ông chấp nhận Cộng sản Việt Nam là dại dột rồi. Và ông chúc mừng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sớm thành công. Tức là ông cũng thấy được chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới cứu nguy được đất nước Việt Nam mà thôi. Cho nên mọi người dân trong nước và những anh em quân đội công an nhìn được cái hình ảnh này thì phải tự giác ngộ. Mình lại có điện thoại. Xin lỗi ha, thiệt khổ. Mà cái điều bây giờ chúng ta cũng không còn cái gì để mà khó nhận dạng hay là khó hiểu biết hết á. Từ khi mà chính phủ đưa cái hình ông Phạm Văn Đồng ra nói chuyện với lại đại sứ Lê Minh là phải cho người dân Việt Nam và anh em quân đội công an Việt Nam phải thức tỉnh, là cái chuyện đó nó đã xảy ra từ 21 năm về trước rồi mà người Cộng sản Việt Nam đâu có biết đâu. Tưởng đâu là cái chuyện này nó sẽ bị lãng quên vì
cái cuộn âm, cuộn băng thu âm đó đã bị lấy. Họ đồng ý cho đại sứ Lê Minh đến nói chuyện với ông Phạm Văn Đồng và được thu âm. Nhưng mà mình khi mà mình nói chuyện xong mình đi ra rồi đó, thì họ lấy cái máy của mình, họ mượn cái máy của mình rồi họ lấy cái cuộn băng. Thì họ xem như là cái cuộc gặp gỡ này nó đã chìm trong dĩ vãng, không bao giờ được nhắc tới nữa. Họ nghĩ như thế. Nhưng mà không bao giờ biết được là Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại tá Việt Nam Cộng hòa của chúng ta, luôn biết trước sự suy nghĩ của Cộng sản và Tàu Cộng. Vì cho nên mình biết chắc là nó sẽ lấy cái cuộn băng đó rồi, thì cuộn băng nó chắc cũng không có thâu gì trong đó hết trơn, không chừng cuộn băng không cái đựng nó. Thì các bạn phải thấy được trí huệ thần kỳ của vị tổng thống kính yêu của chúng ta như thế nào. Cho nên 30 năm nay chính phủ chúng ta vẫn tiến lên và chuẩn bị trở về Việt Nam để cứu nguy quốc nội và đuổi ta về phương Bắc. Chúng ta đã có tất cả rồi, đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Các bạn thấy tại sao mà Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng nó giàu? Thì tại nó vơ vét của người dân, nó mới giàu như thế. Nhưng mà nó cũng không có giữ được những đồng tiền đó, mà chỉ cần Ngài Tổng thống kính yêu chúng ta tuyên bố tất cả những văn kiện của Cộng sản ký với bất kỳ một đất nước nào, một cái cơ sở nào cũng đều vô giá trị, là tự nhiên chúng ta thoát nợ. Các bạn thấy không, chỉ cần ngài tuyên bố, ngài ra một cái thông cáo như vậy cho các nước luôn, là bây giờ tự nhiên cái ngày về của chính phủ là người dân không có ai mắc nợ hết, Cộng sản Việt Nam cũng không có nợ nần ai hết, và không có lệ thuộc Tàu Cộng, cho dù đã ký mật nghị thành đô, đã ký những cái mà giấy tờ bán đảo bán đất, thì những cái văn kiện đó nó cũng đều hoàn toàn vô giá trị. Các bạn thấy tổng thống của chúng ta không, các bạn thấy ngài thấy xa hiểu rộng đến như vậy thì ngài mới đội đá vá trời mẹ Việt Nam được chứ, thấy không, mới bảo vệ người dân chúng ta được. Các bạn thấy họ lấy tiền của mình thì chỉ cần ngài nộp đơn kiện, sau khi mà lật mặt cái tên Hồ Chí Minh tại UNESCO và biết được hắn ta là thiếu tá Hồ Quang, là siêu cung lĩnh, thì ngài nộp một cái đơn kiện Cộng sản Việt Nam và đòi 651 tỷ liền, và nước Mỹ người ta đông lạnh 617 tỷ. Coi như cái đơn kiện Cộng sản Việt Nam chúng ta đã đủ tiền rồi, chỉ đợi khi mà ngài tổng thống chúng ta đặt chân lên quê Việt Nam thì chúng ta sẽ đụng được những cái đống tiền đó. Federico quốc ác tăng rã sứ tê đề Calama, bà cộng phí ni Calama đó, các bạn thấy không, ngài không có cần phải mà súng đạn hay là bắt người ta giác giác súng giáng đạt giống như cái trận mà Điện Biên Phủ á, chết biết bao nhiêu người không. Các bạn cố gắng làm sao cho tổng thống về sớm chừng nào tốt chừng nấy, thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của ngài, chứ không phải là chỉ trong tiểu sử này. Trong tiểu sử là chỉ nói tóm tắt những cái vấn đề quan trọng thôi, còn khi ngài về chúng ta sẽ biết được rất nhiều cái câu chuyện nữa trong cuộc đời của ngài, rất là thần kỳ, mà chúng ta phải gọi là thần thoại Đào Minh Quân. Vì những cái việc của ngài làm đó là chỉ có những vị thiên sứ người ta mới làm được thôi. Cho nên chúng ta không có thể nào mà gọi là huyền thoại Đào Minh Quân, mà chúng ta phải gọi là thần thoại Đào Minh Quân. Và các bạn sẽ có được những cái câu chuyện đó khi mà ngài có mặt trong quân Việt Nam, các bạn sẽ có những cuốn phim, những câu chuyện viết ra, những bài viết của quý thành viên trong chính phủ,
Và sau này các bạn sẽ có những bài viết của những người dân trong nước, người ta phát tâm trước cái sự mà hy sinh của Ngài. Cho nên tiểu sử của Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Minh Quân là sẽ không bao giờ chấm dứt hết đó. Tại vì qua mỗi một cái sự nhìn nhận của mỗi người Việt Nam chúng ta có một cái sự bộc lộ khác nhau. Cho nên tiểu sử của Ngài là một cái kho tàng bất tận cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Mình rất là vui vì trong chính phủ chuẩn bị rất là nhiều chuyện để mà mừng ngày 16 tháng 2 2021, cho nên ai cũng bận hết trơn đó. Và rất mong người dân Việt Nam chúng ta trong nước, người nào mà chưa có được là công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì nên cố gắng thực hiện những cái điều kiện như trưng cầu dân ý hay cái tên là mặt mơ hồ để chúng ta mới là công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khi mà cờ vàng sọc đỏ, ba sọc đỏ bay khắp nơi trong quê hương Việt Nam. Ngài muốn mọi người dân đều giàu có, sung sướng, hạnh phúc, học giỏi để mà gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng ta, các bạn ha. Cho nên là mình lúc nào mình cũng thuộc lòng hai cái bài thơ Vận Núi với bài thơ Từng Bước Đường là như vậy đó. Thì mình nghĩ là chỉ có hai cái bài thơ này để đã cho chúng ta thấy cả một cái hành trình tranh đấu của Ngài cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta rất ít giờ ngày hôm nay, mình xin lỗi, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng đọc hai cái bài thơ này các bạn ha. Bài thơ Vận Nước là khi Tổng thống nhận trọng nhiệm Thủ tướng ngày 16 tháng 2 1991, Ngài đã cảm động và cảm tác ra cái bài thơ này. Đường đời lộng gió nước giao giao, dân tâm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giáng sang một gánh dạ hồng đào. Tri âm cửu cùng chung sức, minh đạo tấn dân tụ đỉnh cao. Hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàn khao. Và chúng ta cũng đọc tiếp bài thơ Tụng Nguyên Đường. Ta trở về đây tuệ ngát hương đồng khô, hồ càng luyện tâm thường. Nắng sương thử thách anh hùng chi, gió cả thi gan tụ nghĩa đường. Gấp một cành khô gom tám hướng, trời non la trâu thẳm phương. Đợi chờ quốc lệnh cờ đào phất, ngũ sắc nửa rồng hỏi cổ. Rất may là ngày hôm nay không có sao mà Ngọc Nguyễn ngâm được đó. Và chúng ta cũng nhớ ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, và nhân dân Việt bất ly. Các bạn ha, chúng ta kính cảm ơn Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và phu nhân, với tất cả những người Việt yêu nước. Chúng ta cũng chào tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ của các em bé tí. Ngọc Nguyễn xin chấm dứt chương trình hôm nay, và rất tiếc là chúng ta không có nói được nhiều vấn đề, và mong là ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự với nhau các bạn ha. Bye bye.